tôi đã qua một đêm trải nghiệm sống trong màn trời chiếu đá trên núi cao Tà Lên, thật thú vị. Cái lạnh buốt giá, trong lạnh ra, ngoài lạnh vào, đã lạnh lên. Tôi không tài nào chợp mắt được vì chẳng màn chăng. Trời rạng đông, mọi người thu xếp vật dụng cá nhân để tiếp tục chuyến hành trình ngắn 5 ngày, 4 đêm trên núi Tà Lên. Buổi điểm tâm được ban hậu cần bài ăn từ rất sớm. Anh Tuấn Anh, dạ. Anh nhìn lên em quay cho chút xíu để coi anh mình anh ăn mì sẽ có cảm giác sao, thấy ngon không? Sáng sáng anh thấy sao? Anh ngủ không? Ngủ có được không? Anh ngủ kế tôi mà ngủ không được gì? Phải không? Ngủ quá đi. Vách đá kia là một tác phẩm sống động, một rồng, một phụng rất đẹp mắt. Một bàn tay vô hình nào đó lúc rõ rảnh cũng tạo dài tác phẩm nghệ thuật cho người trần thể xem chơi. Núi Tà Lên có rất nhiều hang động, cũng là nơi các tiền nhân đến đây ẩn dật tu hành. Chẳng mỏi mệt, đến lúc có cơn gió thật là thôi mày chạy về bên đồi kia. Nơi mày đến đây thật nên thơ, chung quanh núi cao gần bên mày, núi cứ đứng yên đến hiền hòa, làm cho mày ngập ngừng không rời xa. Từ ngày mày ghé qua, trời bỗng xanh thêm lời ca. Mày làm núi ấm bao ngày qua thiết tha, lời cò cây nói rằng mày núi bên nhau thật yêu, như tờ trời sẽ duyên kiếp nào cùng nhau. Bao năm tưởng như chẳng đổi thay, nhưng nay sắc mây đã đổi màu, có những lúc mây muôn một mình. Điểm tâm xong, đoàn tiếp tục viếng quanh tứ giao điện. Quanh tứ giao điện có nhiều điểm viếng như suối nước ngầm, điện bướm sen và động phổ minh. Núi có biết đâu đến lúc một ngày là mày muốn đổi tự do đi xa. Vì ngày xưa nỗi hiền nên nếu chân mây lại đây, nay mây muốn phiêu du cùng cơn gió kia. Ừ thì mây cũng buồn, nhưng núi kia đau buồn hơn. Mây đi rồi có cây trắng còn hồn nhiên. Yeah.
sắc mây đã đổi màu. Có những lúc mây muốn một mình thả trời đối với bên làn gió. Ai thấy núi kia buồn xanh sao, trong thời gian mây lòng ngậm ngùi. Núi có biết đâu đến lúc một ngày là mây muốn đổi tự do đi xa. Vì ngày xưa nỗi hiền nên nếu trong mây lại đây, nay mây muốn phiêu du cùng cơn gió kia. Ừ thì mây cũng buồn nhưng núi kia đau buồn hơn. Mây đi rồi có đến Tà Lên, chúng ta đi đến đâu biết đến đó. Với chu vi núi này khá rộng, tiếp giáp cả ba nước Miên, Thái và Lào. Đoàn xuyên qua những cây thấp trong rừng đến điện Bắp Sen, len lỏi trong đám cây rừng. Lúc này chúng tôi đã đến điện phủ Minh. Mây đi rồi có cây trắng còn hồn nhiên, chuyện tình mây núi buồn. Trên trước cha mẹ thầy tổ các cấp ở nơi đây và ở trên núi Tà Lơn này. Không có hương thì mình dùng tâm hương. Đã đến giờ làm lễ mời tất cả chư quý đồng đạo thân trang nghiêm tâm trở về thanh tịnh. Mình hướng về Tam Bảo, cha mẹ thầy tổ, Đức Thượng Đế Vô Trì Kim Mẫu, chư vị chư thần và các cấp ở trên núi Tà Lơn và điện Ôn Sen đây để đồng kính lễ chung ba xá. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ mời tất cả đồng quỳ. Dạ quỳ xong đồng xá, một xá chắp tay dâng lên trán thành tâm để em cháu đại diện nguyện trình với các cấp bậc trên A Di Đà Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lạc Tôn Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Quyền Khung Cao Thượng Đế. Nam Mô Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Quyền Khung Cao Thượng Đế. Nam Mô Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Quyền Khung Cao Thượng Đế. Nam Mô Thập Phương Phật. Nam Mô Thập Phương Pháp. Nam Mô Thập Phương Tăng.
Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy, Phật Bà, Nam mô Đại Từ, Đại Bi, cứu khổ, cứu nạn, Quan Thế Âm, Bồ Tát. Nam mô Quan Âm Nam Hải Phổ Đà, Nam mô Diêu Trì Phật Mẫu Phật Mẹ, Nam mô Ngũ Vị Nương Nương và các vị Thánh Mẫu. Nam mô Bổ Sơn Kỳ Hương Phật 12 Phật Đạo. Chư vị Nam Ông Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư Quan Cụ Thần, chư vị Sơn Thần, chư vị Năm Non Bảy Núi và chư vị ở núi Tà Lơn Điện Bông Sen nơi đây cũng cảm ứng chứng minh cho chúng con. Hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm Giáp Ngọ, phái đoàn chúng con nhiều nơi phối hợp trở về núi Tà Lơn quỳ trước điện Bông Sen để trình với cha mẹ thì tổ các cấp xin trình diện và vọng cầu. Vậy tên họ của người nào nguyện lên để trình với trên trước, mình có cầu nguyện giáng sinh gì thì nguyện thêm A Di Đà Phật. Vọng cầu cho thế giới hòa bình hỷ lạc, cầu cho quốc thế dân an phong hòa vũ thuận, bá gia bá tánh nhà nhà được an cư lạc nghiệp. Cầu cho âm sư dương thới, cầu cho tất cả phái đoàn chúng con đi đây về được giải hết quả căn, tiêu trừ nghiệp chướng bệnh tật, tiêu trừ tai qua nạn khỏi, về nhà mạnh tay khỏe chướng làm đâu đặng đó để phát bồ đề tâm tu hành tinh tấn vững vàng bất phối công phu dung tròn, cho được minh tâm kiến tánh đến ngày dự hội long hoa diễn kiến thầy tổ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nay các thần căn các đồng đạo chúng con trở về đây quỳ trước điện Bông Sen và cha mẹ thầy tổ các cấp nơi đây cũng đồng soi rọi cho chúng con những thành phần nào tu hành chân chánh đột chánh pháp thì về độ phần xác của chúng con, còn những thành phần nào không có biết tu còn phá thấy làm chúng con đau ốm ngây ngất hay là xúi dục làm những chuyện bất thiện sai chân lý sai luật pháp, cũng nguyện xin nhân trên giữ những phần đó lại cho người tu học, còn những phần nào có thần thông quảng đại muốn cứu dân độ thế lập công bồi đức, nguyện xin nhân trên cấp án sắc cho người về cứu dân độ thế lập công bồi đức để sao chậu thầy tổ. Khi đi chuyến này chúng con dập đầu cầu xin với cụ quyền chăm họ, nhận lệnh với các cấp nơi đây về giữ gìn con cháu mình, đừng cho người ta quấy phá và xây chuyển con cháu mình, gấp gấp quay đầu hướng thiện để quy tam bảo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay các phần đạo và các phần căn chúng con trở về đây trình diện cầu xin ơn trên cũng soi rọi và gia hộ cho chúng con được đi ra đường quan yêu dân chuộng kẻ thương người mến, đi xe máy móc êm ái tài xế chạy an toàn khỏi bị phạt để đưa đoàn chúng con đi tới nơi về tới chốn. Chúng con dập đầu cầu xin ơn trên cũng gia hộ cho đoàn chúng con về nhà pháp bồ đề tâm, gặp thịt cá ứng sợ đồ chay ăn ngon ngọt, không đói bụng không sốt ruột, lao động tốt để tin tưởng tu theo Phật pháp. Và chúng con cầu nguyện với ơn trên gia hộ cho chúng con về nhà pháp bồ đề tâm tu hành tinh tấn cho được minh tâm kiến tánh để đến hội long hoa diễn kiến tổ thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi trên đỉnh núi Liên Đài tu hành tầm chào lắng thiên một cõi xa chơi, non cao đánh thượng thanh nó thôi vô cùng thiếu hiệu gió thổi lạnh lùng phất phơ liễu yếu lạnh lùng nghe tòng mùa xuân hứng cảnh lâu đài lúc còn xác thịt thi tài hùng anh tứ vi mây phủ nhiều đôn bồng lai một cõi hữu kể từ tiên cảnh ta về non bồng ta ở giữa kề mấy năm dạo chơi tầm mực tri âm nay vì thương chúng
gian phản hồi. Nghĩ mình trong sạch đã rồi, đào tiên tạm thực về ngồi coi xa. Phong trần tâm đã rời ra, ngọc thanh là hiệu ai mà dám tranh. Ngài ra chơi chốn rừng xanh, tối về kinh kệ cười trần lỡ khóc lỡ cười. Ham vui đào mận vuông tròn nghề chẳng sống, chừng nào xấu nọ quá lâu, trần gian mới rõ tâm lòng tôi từ giả tứ vô điện về Lang Thiên. Lộ trình Bách Bộ hôm nay khá xa, có thể là một ngày đi bộ. Những loại hoa khá đặc biệt chỉ có nơi này cùng với loại hoa nắp nước. Chúng tôi xuyên qua một bình thiên rộng không một tảng cây, hoa cỏ mọc thưa thớt chỉ dài chồm cây nắp ấm bò lan. Gặm trong thế sự còn đầy nghề gian truân, đò đưa cứu kẻ trầm luân, đang chờ dần đến ngày mới mừng Chúa tôi. Thảm thương thế sự lắm ngôn, vậy một khi rước đưa người tục tu trì nghề xa xôi, nó chiều rồi lại đôi mây dương trần sắp mê. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng qua vài khe suối nhỏ có cây rậm rạp nhưng rất thấp, qua mấy rặng cây thưa thớt, trước mắt tôi là khoảng rộng bao la đã tạo thành hình thù lạ mắt. Mọi vật khi nhìn vào đây ta thấy sống động như bàn tay vô hình nào bày vẽ, có hồn trong thực tại. Nhân cùng bốn đạo gần xa, tu hành trì chi mới là nguyện cầu qua khỏi nạn tai, đặng coi tiên thánh lâu. Cô tiên đây là người chợ mới An Giang, đã sang nơi này tìm nơi ẩn dật tu hành, đã theo đoàn chúng tôi đến trung tòa. Đoàn đi mệt nghỉ khỏe đi, lúc này đã có mặt trên Lang Thiên. Cảnh núi non kỳ bí, ít người đã giảng, chỉ có những người hiếu kỳ như chúng tôi mới lặn lội qua đây. Kinh tòa chương cùng gần, lao sao bể bắc non tầng, quân phiền tham bao xa gần nghề cung qua. Tránh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới
giàu cho có xa xăm cũng là ráng nghe tai diễn thăm dương trần ngũ hành cùng chuông kia treo sợi chỉ mạnh chẳng lo thân phận lo dành nề bướm ông hiếu trung hải liệu cho xong đến chừng gặp mi chúa mới trở về. Bây giờ kẻ sợ người tệ hiền lương đến hội cũng kề với nhau. Phật trời chẳng vào cõi tiên hữu phần thì cũng hữu duyên sửa tâm hiền đức cõi tiên cũng gần ta mang mình thật xác trần ra tay dắt chúng được gần nghe bồng lai mãi sau nhiều cuộc đắc cài đua nhau mà chạy lâu đài cũng xa lập rồi cái hội long đặng coi hiền đức được là nghề bao nhiêu gian tà hồn sắc cùng tiêu thảm thương ba tánh chính chiều ruột nghi đau mặc ái tranh luận thấp cao thường trong lễ thứ sáu xào nghe từ đây chân chân bóng xây về tây đói nhìn trần thế xác thay hay thương trần mời nghề tu nào là luân lý tứ phải lo đền đáp mi xác thân mới còn ai mà sửa đặng vuông tròn lòng dân đến hội lầu thương đời vân vật sai mê làm điều gian ác thảm thế sau này cái
xoay dần nghe về Nam. Qua sông nhờ được cầu Lam, tu hành nào đợi chùa Am làm gì. Bây giờ bạc lộn với chị, nữa sao lọc lại dích tì cũng chê. Mơ dân cha có say mê, trung lương chánh trực giữa kề nghe đài mây. Mạng lo gây gỗ tối ngày, chẳng lo rèn đúc trí tài nghe hiền lương. Thân này ăn nghe tuyết ca nằm sương, chẳng than chẳng thở vì thương. Cầu cho dân khỏi nạn tai, qua nơi khổ não mặc ai chê cười. Bạc đâu gian sanh vàng mười, u mê mà lại chê cười nghe thần. Giá từ sơn lạnh ni lâm tuyền, về đây hội hiệp xã duyên tớ thầy. Ở rừng bạn giới cáo cày, bây giờ xuống gặm trong thế giới còn đôi ba phần. Mau mau ơi, kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này. Tuần hoàn thiên địa đổi, cám thương trần hạ lòng đây chẳng sợ. Cũng còn kẻ ghét người hờn, vì không rõ hiểu xa vương của thầy. Họ dài sau này nghe đã đoán, ai mà ăn ở nghênh ngang, đón đường nói bắt xé tan xác hồn. Những gập đá tạo những hình thù lạ mặt rất nhiều rất nhiều. Kia là chú giả nhân đang ngóng đợi ai đó hay chờ đón chúng tôi đến. Mấy gợp đá bằng phẳng cũng tạo nên chỗ ngồi cho khách nghỉ chân. Cũng phải xác hồn nghề tiêu ta, khuyên người hữu phước giàu sang, mau mau làm phước làm mẹ doan cho rồi. Để
chức của biết hồi nghe nào ngôi. Ai mà ăn ở ngược xuôi bị nơi răng rít chẳng vui đâu là răng to tên gọi mạng xà trên rừng nó xuống nó tha dương trần ai mà tu tính chuyên cần làm đường ngay thẳng có thần nghe đó thương đời hết giá cần lo chẳng lo niệm Phật nhỏ to làm gì tu là tâm trí nhu mì tu hiền tu thảo vậy thì nghe cho cầu cứu giấc tổ tâm với cho ba tánh máu hồng bất rơi tô cầu cha mẹ thành thơi quốc dương thủy thổ chiều mới phản đàn nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi nghe tòa xem người tu phải lánh nghe hơi miên đừng ham sắc khi đến điểm cúng viếng xong lúc rỗi rảnh và dễ tìm cho mình phiến đá bằng phẳng mà tình tọa lúc du sơn dù Lan Thiên có đẹp mấy cũng không thể giữ chân chúng tôi lâu hơn nữa phía ngoài kia là cổng bà ngự chờ đoàn chúng tôi đến viếng tình tàu kháng chồng vợ bố cần nghe đừng phán tô cầu đức Phật như cứu dân qua khỏi nạn tai buổi này chớ tu chớ khá trễ chạy phải trao phải sửa nghe thầy nghe dạy khuyên ra đời xứng hiểu. Sau hơn nửa giờ đi bộ từ xa tôi đã nhìn thấy hai cột đá cao sừng sững, hai cột đá dáng vẻ tạo hình lạ mắt vươn lên cao đối xứng như hai trụ cổng. Đoàn tham quan cầu cũng rồi tiếp tục về điểm nghỉ ở Bình Thiên. Ngồi đâu cũng sửa vậy thì nghề mới mà trí hiền tâm mi đức ca chùa ra công lộc kỹ thì thao ra vàng vinh hoa phú quý chẳng màng ra oai ra lực cởi thoảng nghề xa chơi con sông dòng dốc lòng trả nợ nước đời nghe cho xong chừng nào bốn đạo hiểu thông thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi chớ dính
thành kiến phỉ tình nê chùi lắm. Hiểu rồi những việc lao đao ở cùng cô bác làm sao cho tròn. Kính giờ sau chúng tôi đã có mặt ở Bình Thiên và buổi cơm chiều được bày ra khi đoàn vừa đến. Những tô cơm đơn sơ lót dạ cho qua ngày nhưng ngọt ngào tình người nghĩa đạo lúc đăng sơn. Chùa Bình Thiên chỉ còn hai mái che trong thời Tôn Thượng Thích Ca Mâu Ni cho khách hành hương đến đây kính bái. Lễ nghi phong qua đổi thay làm gì? Từ đây biến đổi dị kỳ, dương thế chuyện gì cũng rèn tâm cho được thẳng ngay, khỏi nơi tà quỷ một mai thấy đời. Cũng là người ở trong trời cớ sao ăn. Đoàn tạm nghỉ qua đơn với mái che đơn sơ dại ngoại khi lên núi Tà Lơn. Tôi tạm nghỉ trên chiếc võng dù mà nghe gió rít từng cơn thỉnh thoảng hay nghe câu Phật hiệu từ xa đưa lại. Đêm đã qua mau, ngày 13 đã đến hậu cần lo thu dọn liều trại để lên đường. Điểm đến tiếp theo của đoàn là đến trung tòa chiều nay. Dài rồi cái đạo tu hiền làm trai nhỏ tuổi tình cũng đừng ghẹo gai có chồng, cũng đừng phá hoại chữ đồng gái trinh. Ra đường chọc ghẹo gái xinh, nửa sao mắt phải cho vẹn chữ nghĩa tình, vâng lời cha mẹ mà dình gia ca. Nghiêm đường chiếu linh cho an, loạn luân căng kỷ hổ mang có thần xem.
vô duyên chưa nói mà cười, chưa đi mà chạy hỡi người. Buổi cúng sáng của đoàn khi anh em thu xếp xong lều trại, cuộc đối thoại của các vị có phần căn cũng được bắt đầu. Làm ăn thì phải cho riêng mới là, phải gìn dục giống lòng ta, đừng chiều theo nó vậy mà nghe hư thân. Nghe lời cha mẹ cấn phân, tam tùng vẹn giữ lập thân. Về đây rồi đọc đi. Ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời yêu lẫn cả non sông. Tình yêu chan chứa trên hoàng dù, không thể yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm trí hãy xây chiều, hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Ta đã đa mang một khối tình, dường như thể hại giới sơn minh. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Nam mô A Di Đà Phật. Này cho con đã tới. Mời các vị nói thêm cho đại chúng ta đừng. Nói cho con đợi tập bài viên cho con đã thấy. Ta nói cho chúng sinh nha. Đi đến đây, ăn ở đây, uống ở đây, không có đem về thế gian hết. Người Vân Tộc ở đây nói Việt Nam xấu. Chế giờ bá giờ quản lý cả vị chư thánh chư thiên ở đây nói là trừ điểm các ngươi. Chế giờ bá này xung quanh đất hoàng. Ở xung quanh đây. Bá này chế ngào vội chế ngào. Ở xung quanh đây chế đây. Thuốc mà trị bệnh nha. Tùy theo chúng sanh mà trị bệnh. Chế giờ bá xung quanh làm xung quanh. Bây giờ cụ quyền đang trừng trị con cháu người ta. Các ngươi trị là các ngươi sẽ bị phạm lỗi. Thúy gì à? Quán gì? Sai sàng, sai sàng, sai sàng. Ở trên đây, trên đây. Cái cho cây. Ở trên đây đây. Bán nãy sẵn hả? Bán sẵn, sẵn sẵn à? Ở trên đây. Lấy gì khoan là? Lấy gì khoan là? Lấy gì khoan là? À, muốn nhắc lại các vị á, xây sàng mình đi chứ nào tòa lại xong mình đi qua lấy, ở trong bộ đồng quán lại xong lấy. Đi đây thì ông bà vận chuyển các vị hết. Hay là ở Việt Nam mình đi núi đi chùa gì cũng là ông bà vận chuyển không? Và hôm nay mình nói rõ cho các vị nghe khi ra mình chùa này cho thành biết. Quý vị mà bị tù tội rồi có quen người lớn á, xin một lần thôi, nhưng là thứ hai thôi là thứ ba rồi xin không có được đâu. Cho nên tôi nói cho thành biết cho mình nào vừa lại xin thành tặng quà là kinh nghiệm trên làm việc xin thành tặng quà là cái làm sao phải lì sang mình để cho mình anh tới vì đùa cho mình anh tí là thứ ba là lại ông năm bồng bơi là bao ông xin giùm tôi giờ tôi có chịu trung bình mà tích thuốc không hết lần thứ ba là tôi nói xin sẽ bị sùa là cho này bị tôi có lần là đã là mình đau mà không sợ mà sợ cái chúng lại người ta dẫn ta phạt là mình xin không có được đâu. Bên công quyền của ta tôi đặt ví dụ chơi sao mấy xin mà đồng quỳnh ấy chưa còn nào bán ra con cháu các vị mà là, nó làm sai cái gì đó rồi mới lên bắt lên nằm cuối tôi xin rồi cái gì có cho phản định thiên phản lấy sao là lý do là thì chuyện ví thì còn đào tán thì tí toàn là sao phản lấy sĩ A Di Đà Phật. Ấy chuyện đã toàn là chuyện còn đời thì còn chuyện nào thì toàn là cái này lấy chuyện còn đó mình không có cái công đức nhiều anh chỉ cần nói đây bên nó phải đợi. À lấy là mình đi chứ còn nào đi còn. Ôi dạ căng hết. Bây giờ mày xuống nên cái niệm ít xuống là ta cái này lấy thì phản lấy cái này thì on sang. Nói cái này thẳng mực tàu và đau lòng gỗ nha. Sẽ xa, quán lý xuân là chuyện ánh sắc này tí còn là sắc này. Quán lý sắc này tí tì, quán tràng sắc này à xây.
thì sau khi đi con san xin cái nhiều ý xin cái nọc anh chẳng đâu lý cả lấy xin cái nào còn lại xin cái này thì ổn san ý anh xin cái đó thôi chờ chờ bạn ơi chờ chờ ta nhặt lại đây ta nói ở đây là một lần thôi nha phải sàng phải sàng phải sàng từ đây trong dòng các ngươi đi về các ngươi phải chịu nha bạn là sinh viên sinh viên đang ăn sinh viên đi ăn sinh viên tăng ăn mì chúng con đi tiếp cơm là cái này sợ á lấy sinh viên của anh đã sinh viên mới tăng ăn cái này ngày qua tôi có nói à cho anh này biết là sinh viên này tươi tươi ngoài lại tươi ta nói như vậy nè sẽ dài sao hoàng quân không được ly dơ ở trong sạch nói chung hết á phải sinh viên đó mà này sinh viên ở trong mà sạch ở ngoài dơ uống cũng không có cái nào không có cái nào xài được hết qua lấy sinh viên này mới nói ấy sinh viên này quân này tây tây thì lấy sinh viên này đấy mà sạch bằng bòn tây lấy chi vào lấy trà xí gà phòng ai lấy chứ còn nó tới lấy chứ còn nó tôi lấy chứ còn nó chứ có gì tôi lấy chứ tôi còn là chú nhầm ông đâu có gì đâu tiền đó phải không nên mình phải dán à chứ sợ bên lấy chứ còn đồ lấy chứ này nãy giờ nè à, đi nó thêm trong phần này nữa nè ai cũng có cái sự cảm giác cảm tưởng đó. Mình tới vô tam bảo hay mình ngồi thiền niệm phật thì mình tiếp tới đâu mình biết tới đó mỗi người cái hội hạnh hữu duyên được trở về đất trần ơn này các quỷ trong họ trở về đây nhìn thấy các quỷ như vậy rất là đau lòng nhưng trong tâm các quỷ không ai chịu cảm nhận được sự thiêng liêng ở nơi đây vì vậy hôm nay được nơi đây và trả nhạc vậy bài pháp tâm sự vợ thi của thầy cho các vị nghe mong các vị hiểu xong thầy sẽ nhớ lại thân phận của mình và hiểu bổn phận của mình phải làm gì khi trở về đây phải cố gắng để ngày sau mình được trở về để cho thầy được vui nam mô a di đà phật cùng đây xin tâm sự đôi lời đến kêu trong tâm gọi hồ hãy vô điều hại lắng tai nghe hỏi tất cả các chốn lên nổ hành đồng vô tương nay cùng nay kêu gọi hết trong tâm cõi các cung các hàng linh tử hãy nghe ta mà thật sự ngoan hỏi các ba gia ơi nếu tu đừng có tạo xích xiền các tử linh các hàng linh tử các chiến sĩ đã hy sinh để mau ngay về nghe nào tất cả các ba gia đều hướng chung một niềm đánh dấu hãy nghe cùng này đừng tạo gây thêm nữa nay ta đã hết rồi không còn cơ hội nữa nên mới mượn tiếng hát lời ca là để kêu gọi các người đạo mở mấy ngàn năm mà tu sửa chẳng rồi tâm còn sân si chất chồng tù ân thì mất rồi đường lối giảng sanh nhớ lại ngày nào cũng là linh tử như ai xuống thế hành sai nên mất đi bổn tâm nay còn kêu tất cả hãy quay về nơi tâm mà kiểm hạnh thì sẽ thấy chính mình tạo nhiều chuyện thương đau điên kêu ở trong tâm cội hãy quay về nơi tâm mà kiểm hạnh phải xa với số lấy tất cả quay tất cả tài quan hay xin với các cấp đi bao nhiêu được lại ấy cho nãy thì ngon gì đọc phật
Từ giả Bình Thiên khi Nam Bùng cũng xong. Khách đưa chúng tôi đến lối qua trung tòa, lộ trình đến trung tòa dài 10 cây số.
hành lý chuẩn bị cho 2 ngày 2 đêm rồi xuống núi. Vất vả nhất là các hậu cần phải mang theo liều trại cùng thực phẩm cho 2 ngày ăn với 90 vị. Đây là những cách cà phê tăng lực đưa được chúng tôi Xuyên Sơn. Anh bạn kia cũng tính lại tiền mình xài phí khi sang qua Đặc Bản, nào tiền Việt, tiền Minh luôn mua quá. Chẳng nói được gì, trong ngực em ái là như có tiếng ngựa phi. Ô chợ của mình vui quá, ô mà sao chẳng hay quá, đường xa nắng đỏ mà chúng em vẫn vui. Chân đi bên em mà chẳng nói được gì, trong ngực em ái là như có tiếng ngựa phi. Thần tìm tòi khám phá không ai ngán ngại lộ trình xuyên rừng dài 10 km này, qua bao nhiêu đèo dốc, đoạn dừng chân thư giãn. Các cô nhóm hậu cần cùng Tuấn Anh biểu diễn dài tiết mục nho nhỏ cho đoàn quên đi mệt mỏi lúc đăng sơn. Trên con đường mòn núi cao bóng trăng xa
mà núi cao bao người mơ xa. Nè uống miếng đi anh ba mình. Còn nữa không? Còn nữa hả? Bà đi ngủ lại nghe hết rồi cho. Nghe nó ngủ thôi. Chị ngồi đây em lạnh quá. Bà lạnh rồi lạnh quá. Bỏ gà lên lên. Bốn mùa thương hoang như lòng ta cơ quanh giữa băng, sống làm chi trong sanh tử bình già, ta sẽ khổ những muôn loài dân. Không say mình không bị say. Ta quyết tâm lên đường đi tìm anh đào vàng son như bao hiểm nguy đang chờ. Bò vô ta nào kéo pháo ta vượt qua núi, bò vô ta nào kéo pháo ta vượt qua nào trêu bằng chí cầm thù. Bò vô ta nào kéo pháo ta vượt qua đèo, bò vô ta nào kéo pháo ta vượt qua núi, dốc núi lòng quý tâm còn cao hơn núi, vượt sâu thâm thầm vượt nào sâu bằng chí cầm thù. Bò vô ta nào kéo chi ta vượt qua núi, dốc núi cao cao lòng quyết tâm còn cao hơn núi, giờ câu tâm tầm dục nào xấu bằng chí hướng Phật. Phật pháp là trên hết, mong mọi người quyết chí thành tâm, ta quyết chí leo lên tầng nơi quay nghiêm nhất của Phật pháp. Cầu chúc cho mọi người được sức khỏe an lành bình yên để đi đến nơi Phật pháp nhiệm màu thật cao hơn núi. Mọi người đi cứ đi ta vui vẻ để về tổ tiên. Hai ba bông đi, hai ba bốn bước lên, đi tâm về tổ thầy, đi tâm về Phật pháp. Phật pháp sẽ ban an lành cho tất cả chúng sanh. Nhà rồi kéo pháo sao mà thấy không nha chụp hình. Thank you.
Hơn 4 giờ Bách Bổ Đoàn đã có mặt nơi ngôi mộ cổ. Tương truyền các ngôi mộ nơi đây là vua Hàm Nghi cùng các cận thần của ngài. Bên vách đá kia khi ta nhìn vào như bức tranh ai đó trên vách núi, như một vị nào đang ngồi đọc sách. Từng tấp người kẻ yếu người mạnh cũng về đầy đủ. Nhóm của thí thấy cảnh đẹp cũng chụp vài bức ảnh lưu niệm. Trình trên núi Tà Lơn không thể thiếu chiếc chảo cá nồi này trong chuyến đi. Nghỉ ngơi cùng chụp ảnh xong, đoàn tiếp tục cầu cúng. Sau buổi cơm trưa xong, đoàn tiếp tục lên đường xuống trung tòa.
chị em ngang qua mấy ngôi mộ cổ cũng bắt tay ngay dọn dẹp, cùng dân cúng mấy cành qua quệ. Chú dắt bên đường cũng chào đón chúng tôi với cú đớp chính xác hay xin quá giang đến đâu đó. Những đám tán lá khô luôn có mặt mấy chú dắt này, tôi không dám ngồi, đành phải đứng quay phim. Để giúp vui cho đoàn, lúc Đăng Sơn, Tuấn Anh và Bảy Hậu đã trích trọn bài Máu Nhuộm Sân Chùa. Hôm nay, anh em con, anh em thôi, dạ, thành tâm dâng lên trước là các vị chư thần, chư thiên, các khắp nơi đây, chỉ cho toàn bộ, mấy đoàn, ai cũng được, để hưởng một cái niềm vui, một cái sức mạnh để hướng về cội nguồn, đi về nơi mà linh thiêng nhất của tổ thầy mình đã ban cho, ban lành hết tất cả mọi người, thì thể hiện qua cái đồng đó, hai anh em con xin đại diện hát cái bài trong trích đã vỡ cái lương Máu Nhuộm Sân Chùa. Sư phụ ơi, công lao 20 năm trời dạy dỗ, con đã phụ lòng thầy trong một phút một giây. Áo nhà chùa con không còn giữ được thì ba lại này con xin từ tạ với ân sư. Gọi là những lại sao cùng, từ bây giờ cho đến mai sau, xin giá biệt chốn Phật đài, dân thân vào chốn gian lao, không biết rồi đây mình sẽ ra sao. Chành thương thân sư phụ tuổi già, sống cuộc đời giữa hoang sơ. Con hãy ra đi vào chốn bụi hồng, thầy chỉ đôi lời tiên con. Đạo là anh đốt soi đường, con phải giữ gìn cái đạo tâm. Sư phụ, từ nay con vĩnh viễn rời xa tiếng nhai, tự giả biệt tiếng kể lời kinh, mãi mãi không còn được nghe tiếng mõ xóm với chuông chiều. Kể từ nay phiêu bạt chốn bụi hồng, con sẽ dấn thân vào phi giả ta, bằng tâm hồn non dài thơ ngây. Áo nâu sòng con không còn đủ hãnh diện, để khoác lên mình con nữa. Trời Phật ơi, con đã nhúng tay vào máu, bằng tâm tư không gợn chút kỳ lỗi lầm. Sư phụ ơi, 20 năm con là đứa trẻ không nguồn không cội, chùa Thiên Nhai là nơi con nương tựa cuộc đời. Nghĩa sư sanh còn hơn cốt nhục thâm tình, con người phát giác ra chuyện 20 năm về trước, con là một người ngoài chủng tộc của màu da.
Sư phụ ơi, con đã dấn thân vào phi già ta. Trời Phật ơi, con biết xử sự làm sao cho tròn đạo và đời. Xin giả biệt sư phụ con đi. Chúc sư phụ lại bình an. Chúc sư phụ lại truyền pháp, truyền kinh cho tất cả chúng sanh được hướng về cõi Phật. A-di-đà Phật. Và con cũng xin chúc tất cả phái đoàn hôm nay đi về tổ thầy được an lành, niềm vui, hạnh phúc. A-di-đà. Dài tay em ấy thua mắt xanh xao, nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ, buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua. Chân em âm thầm lá đỏ, chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa. Chiều nay còn mưa. Làm sao em nhớ những vết chim gì? Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, để người phiêu lãng quên mình lãng du. Tòa đã đến, ban hậu cần lo cắm khoa và nấu buổi cơm chiều. Nồi canh chua khá ấn tượng của sư thình biểu cho đoàn là loại thảo dược thiên niên kiện, ăn khá hấp dẫn. Dùng nhầm cũ thì cũng phải nhớ đời vì ngứa miệng. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em ấy chúng tôi qua đêm nơi trung tòa. Sau buổi điểm tâm sáng nơi trung tòa, đoàn xuống chùa 500 vị la hán. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ, buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua. Chúng tôi khởi hành được một lúc, cạnh bên lối mòn có một tảng đá lớn tạo nên diện tích khá rộng ở phần dưới. Qua sự tương truyền kể lại thì nơi đây Đức Thầy đã dẫn Đức ông Du Sơn Tà Lơn đã nghỉ qua đêm nơi đây. Đoàn tham quan lễ bái xong rồi tiếp tục cuộc hành trình. Nhớ mãi trong cơn đau vui, làm sao có nhau hằn lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau, mưa vẫn hay mưa cho đời biến động. Làm sao em biết bia đá không đau. Chúng tôi quanh co trong rừng rậm, 2 giờ sau đoàn đã đến nơi thờ tôn tượng tổ Ba Gan. Đoàn cũng trình rồi tiếp tục thăng sơn.
chương trình khép lại ở chùa 500 vị La Hán. Máy quay phim Cạn Nguồn Nhiên Liệu Lúc Khô Rừng. Ngày 15 tháng 5, đoàn cũng trở lại cửa khẩu Hà Tiên, trở về Nam Việt. Chuyến sang Campuchia khép lại nơi đây. Nhóm chúng tôi theo cô Hằng còn một việc phải làm là phát quà ở xã Núi Voi.
Năm cuối mỗi năm cùng
việc đời lời chúc phái đoàn cậu bạn bên kia ăn ngon miệng nha, ăn cho quyết liệt một bữa cơm chua đi về sớm. Nam mô A Di Đà Phật. Bữa cơm chia tay nơi nhà đồng đạo ở núi Voi đã khép lại chuyến hành trình Tà Lân cùng Bác Hòa ở núi Voi. Kính chúc tất cả anh chị em trong đoàn anh Nam Bùng có nhiều sức khỏe để phụng sự Phật pháp. Kính chúc nhóm cô Lệ Hằng, những nhà mạnh thường quân cùng các bạn Sài Gòn, Hà Nội luôn thành công trong cuộc sống.